Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xem Gì Linh Tiên. À nhầm, xem gì hôm nay? Nghe tiếng hiệu đoán chương trình thì chắc hẳn anh em đã biết hôm nay Miss Xem Gì đi hóng phốt của ai rồi đúng không nào? Chính là Miss Grand International Nguyễn Thúc Thủy Tiên của chúng ta, và cũng là bóng hồng xuất hiện liên tục bên cạnh Quang Linh Vlog xôn xao trong những ngày qua. Dù đăng quang chưa lâu, nhưng cái tên Thủy Tiên dường như đang ngập trong bể phốt khi phốt lớn phốt bé cứ kéo đến ùn ùn, từ trốn nợ tiền tỷ đến mua giải hoa hậu. Thậm chí cô nàng lắm chiêu còn không ngại ngần bám dính người hùng Quang Linh để kéo phim tạo cảm tình. Liệu có phải nàng hậu quốc dân đang dần dần tha hóa, hay tất cả chỉ là lời đồn thổi đây các bạn nhờ? Anh em cứ yên tâm, ở đâu có sóng gió thì ở đó có Miss Xem Gì. Còn chờ gì nữa mà không cùng tôi đi hit ngay trước drama siêu to khổng lồ này thôi nào. 1. Nghi án mua giải. Dù đúng dù sai thì đẹp luôn là chân ái, thế nên chúng ta không thể phủ nhận chuyện Thủy Tiên đẹp. Cô nàng đẹp xuất sắc, tỷ lệ gương mặt cùng body bốc lửa là điều 8 tỷ người trên hành tinh này không thể phủ nhận. Nhan sắc cực phẩm đã giúp cho cô nàng có vị trí thứ 50 trên bảng xếp hạng sắc đẹp toàn cầu, theo bảng tổng kết của chuyên gia sắc đẹp Global Beauty cho 200 quốc gia. Thế nên Thủy Tiên mới xuất sắc trở thành Big Grand của thế giới, ấy vậy mà cô nàng vẫn dính phải chiêu phốt phí lý như là mua giải. Cho những anh em chưa hiểu, mua giải là gì thì đó là hành vi gian lận, mua bán trái phép giải thưởng danh giá trong các cuộc thi sắc đẹp. Chỉ cần bạn có đủ tiền, làm hoa hậu không phải là chuyện khó, thậm chí là cả hoa hậu quốc tế. Ngay khi Thủy Tiên vừa đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand International 2021 thì chỉ vài giờ sau, chị gái của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có bài viết gây phẫn nộ khi tố cáo Thủy Tiên có hành vi mua bán giải để được làm Hoa hậu. Cụ thể thì trên trang cá nhân, cô nàng đã đăng tải một dòng status như sau: một vòng luẩn quẩn mua giải, cứ mua trước rồi tính được giờ sau. Tôi nói mua rồi nên tôi không có gì là ngạc nhiên cả. Trước đó ít ngày, Đặng Thùy Trang có chia sẻ tương tự. Nghe đồn trà xanh mua giải in top 5 hoa hậu với giá 150.000 đô la bên xứ sở chùa vàng, số mua giải quanh năm nên khúc cuối dáng đủ mua được. Dù dòng trạng thái không chỉ rõ là ai, song mọi người đều biết Đặng Thu Thảo và chị gái đang ám chỉ người nào. Chắc Đặng Thu Thảo cứ tưởng rằng đăng như thế là sẽ có nhiều người vào đồng tình với mình. Nhưng ôi dồi ôi, khi lội comment của cô nàng thì phát hiện ra bên dưới các giang cư mận đang ba máu sáu cơn lên chửi, nhưng người bị chửi lại chính là Đặng Thu Thảo và chị gái của mình. Họ cho rằng với nhan sắc và trí tuệ của mình thì Nguyễn Thúc Thủy Tiên cần quái gì mà phải mua giải. Cả cái dàn hoa hậu có ai chặt được cô miếng nào đâu. Chỉ tính riêng phần phát biểu bằng hai thứ tiếng của Thủy Tiên là đã biết tân hoa hậu 2021 là ai liền rồi, phải không nào bà con? Nghe nói đã cái tài nhìn này cơ mà. Chị Thủy Tiên lên ngôi, em đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Đứa nào ghen tị thì sẽ bảo là mua giải. 2. Làm hoa hậu nhưng trốn nợ. Đứng trước nghi án mua giải, chưa kịp sáng tỏ thì chiếc phốt thứ hai của Thủy Tiên ấp tới, thậm chí lần này còn căng hơn cả lần trước khi có sự góp mặt của đoạn video quay lại cảnh cô nàng bị đòi nợ tơ tấp, khiến cho tính xác thực của drama này trở nên đáng tin cậy hơn hẳn những lời cáo buộc bằng miệng bên trên. Nhưng chẳng lẽ năng hậu của chúng ta đã túng thiếu từ cỡ này rồi ư? Câu trả lời đương nhiên là không. Như Miss Xem Gì đã khẳng định ở bên trên, thì việc Thủy Tiên đăng quang hoàn toàn là do tài năng và nhan sắc của cô nàng xứng đáng, chứ không hề có chuyện mua giải ở đây. Vậy còn drama tọ oanh quyệp nợ thì sao? Thực tế video này đã tồn tại từ 2 năm trước và thời gian gần đây mới bị cộng đồng mạng đào lại và trở nên hot hơn bao giờ hết. Và điều đặc biệt là cả hai lần dính vào drama của cô nàng đều cùng từ một người, đó chính là chị gái của Hoa hậu Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang. Hồi năm 2019, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Thu Thủy Tiên và Đặng Thùy Trang tại một quán nước. Trong video, người đẹp sinh năm 1998 bị một người đàn ông đe dọa yêu cầu trả số tiền 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, phi Thủy Tiên khẳng định cô bị lừa và tự tay xé tờ giấy nợ. Thậm chí chân dài còn khẳng định nếu tờ giấy này có pháp lý thì chị đem lên công an, đừng có đưa ra giang hồ nói chuyện với em. Sau đó thì hình ảnh được cho là bản chụp hợp đồng vay tiền giữa hai bên được chia sẻ rộng rãi. Trước những ồn ào này, Thủy Tiên chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn và ghi âm cuộc gọi hăm dọa từ phía người lạ để chứng minh lời nói của mình. Hoa hậu còn cho biết người này dùng đến xã hội đen để uy hiếp tinh thần, cuộc sống của cô. Sau 2 năm thì ồn ào của cả hai vẫn chưa có hồi kết và Miss Xem Gì sẽ tiếp tục cập nhật sau. 3. Kẻ phim Quang Linh Vlog.
Đăng quang năm 2021, nhiều người cho rằng cái tên Thủy Tiên đã dần mất đi độ hot ban đầu của mình và không còn nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng như thời gian đầu. Thế nên cô nàng mới hợp tác cùng Quang Linh Vlog để đánh bóng tên tuổi của bản thân. Mình xem gì dám cá là những tin đồn nhảm này là do hội anti-fan tạo ra nhằm phá vỡ mối quan hệ đang tốt đẹp của cặp đôi mới nhú này. Các bạn nghĩ mà xem, ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Thủy Tiên đã ngày nào hết hot hay chưa? Đương nhiên là chưa rồi, hình ảnh nàng hậu phủ sóng khắp nơi, nhan sắc ngày càng thăng hạng tới nỗi lọt vào top 50 gương mặt đẹp nhất thế giới cơ mà. Bên cạnh đó, thì chân dài 9X cũng chứng tỏ sức hút truyền thông khi liên tục gặt hái những con số ấn tượng mà nhiều hot YouTuber phải phấn đấu thời gian dài mới có được. Đặc biệt là chuyến công tác của Nguyễn Thúc Thủy Tiên tại Angola là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ chưa đầy 24 giờ, từ khóa của cô đã lọt top 10 tìm kiếm trên Google với hơn 10.000 lượt, lượt follow trên Instagram tăng 16.000 lượt và trở thành Big Grand có lượt theo dõi cao nhất trong lịch sử, hơn 600.000 theo dõi. Kênh YouTube cá nhân vừa thành lập cũng nhận được 20.000 lượt subscribe và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù vậy thì không thể phủ nhận Quang Linh Vlog là nhân tố giúp hành trình của Thủy Tiên đến với châu Phi thêm phần rực rỡ. Cặp đôi xuất hiện bên cạnh nhau khiến các fan phải hò hét vì độ xứng đôi vừa lứa khỏi phải bàn. Chiếc thuyền Quang Linh, Thủy Tiên được các fan hâm mộ tích cực chèo lái, hy vọng là hai em sớm thành bộ đôi thật sự. Cả hai đều là những con người có tấm lòng nhân ái, liên tục làm từ thiện để giúp đỡ nhiều người. Trước khi đăng quang, Thủy Tiên đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cho trẻ em vùng cao và quyên góp trong đại dịch Covid. Không cần Quang Linh thì Thủy Tiên vẫn có sẵn trong mình một đội fan hâm mộ khổng lồ rồi nha, trong đó có cả Miss Xem Gì Từ Đây. 4. Phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng là xấu thì người chê, đẹp thì người ta bảo phẫu thuật thẩm mỹ các bác ạ. Sáng ngủ dậy thấy cái tiêu đề Thủy Tiên phẫu thuật thẩm mỹ mà em hốt cả hển. Bà thấy bà đẹp chưa đủ hay gì mà còn phẫu thuật thêm nữa. Hóa ra là hội báo lá cải giật tít cầu view. Chẳng qua là dạo này nàng ta có phần tăng cân hơn hồi trước do trộm vía ăn được ngủ được khiến cho gương mặt của cô nàng trông có vẻ phúng phính. Vậy nên khi tham gia sự kiện bị các giang cư mận nghi ngờ đi tiêm má baby, mà nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải lần đầu Thủy Tiên bị dính nghi án can thiệp thẩm mỹ đâu các bạn ạ. Hôm mới đăng qua Miss Grand International 2021, nhiều khán giả cũng nghi ngờ cô nàng can thiệp thẩm mỹ bởi Thủy Tiên rõ ràng là gốc Việt mà lại sở hữu gương mặt rất Tây với sông mũi cao chót vót. Trước những thắc mắc này thì Thủy Tiên từng khẳng định gương mặt của cô là hoàn toàn tự nhiên bởi vì cô đã từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và quy chế của sân chơi nhan sắc uy tín lớn nhất quốc gia này đó là cấm thí sinh can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. 5. Đòi làm máy bay bà già. Gần đây cô nàng đã công khai nhận mẹ chồng ngay trên sóng truyền hình, khiến các fan hâm mộ ở nhà đội quần không kịp. Còn các fan đẩy thuyền cho cô nàng với Quang Linh cũng phải rơi vào trạng thái ngơ ngác ngỡ ngàng, bàng hoàng khi biết tình địch của đại ca mình là ai. Mặc dù tuổi 23 nhưng nàng hậu của chúng ta lại là một fan cuồng của Kubo nhà Hòa Minzy, đến nỗi bỏ mặc chiếc thuyền linh tiên được fan treo lái nhiệt tình mà nhảy qua nhà Hòa Minzy với hy vọng trở thành con dâu của cô nàng và cũng thẳng thắn tuyên bố sẽ chờ 15 năm nữa để có cơ hội đến với con trai Hòa Minzy. Mẹ chồng nàng dâu đã trao cho nhau cái ôm khẳng định mối quan hệ thân thiết trong tương lai. Thấy cảnh này chắc anh Quang Linh phải đau đớn và gục ngã lắm đây. 6. Bị bố ruột chê. Tiếp tục là nghi án về nhan sắc, nhưng lần này là do phụ huynh của chính Thủy Tiên công khai. Đến giờ thì bố mẹ của cô nàng vẫn không dám tin rằng con gái mình đã trở thành tân hoa hậu quốc tế. Thậm chí bố ruột của Thủy Tiên còn khẳng định cô nàng từ bé là người xấu nhất nhà, khi từ bé đã ốm nhách ốm nhom, gầy đét như ma cây, nằm một cái là nệm thăng bằng luôn. Dù bị người nhà chê tới bến, nhưng thông qua loạt từ nhỏ tới lớn của Thủy Tiên mới hiểu như nào là dậy thì thành công. Từ cấp 2 trở đi, nhan sắc của cô nàng liên tục thăng hạng, trở nên xinh đẹp hẳn ra. Nhưng trong tấm ảnh cô nàng chụp với bố mình thì cư dân mạng phát hỏa vì đồ đẹp trai không khác gì tài tử điện ảnh của ông, phải nói là áp đảo luôn nhan sắc của cô con gái. Mẹ cô nàng dù đã trung niên nhưng không khó để nhận ra thời trẻ, bà cũng phải là một mỹ nhân có tiếng. 7. Thu nhập khủng sau khi làm hoa hậu. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 đã đem về cho Nguyễn Thúc Thủy Tiên nhiều hợp đồng khủng, đi kèm với đó là lương bổng khổng lồ. Cô nàng đã kiếm về 70 tỷ chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Cụ thể, sau ngày lên ngôi, Thủy Tiên đã nhận hợp đồng đầu tiên sau ngày đăng quang. Tâm Miss Grand đã trúng hợp đồng với một nhãn hàng lớn có giá trị tới 5 triệu bạt, hơn 3 tỷ đồng. Tổng thu nhập sau chưa đầy 2 tháng lên tới hơn 20 tỷ đồng. Như vậy, trong một tháng còn lại, Thủy Tiên đã kiếm được hơn 50 tỷ đồng.
Sức hút của Thùy Tiên với nhãn hàng là điều dễ nhận thấy khi cô liên tục xuất hiện trong nhiều quảng cáo của nhiều thương hiệu. Thậm chí hình ảnh quảng cáo của Thùy Tiên còn được so sánh với những tân hoa hậu của các cuộc thi khác để thấy sức hút của Thùy Tiên vượt hẳn về mặt thương mại, trở thành nàng hậu được săn đón liên tục cho các sự kiện ở Thái Lan và Việt Nam. Lượng đồ của cô mặc gần như thay mới liên tục trong rất nhiều hoạt động và công việc, mỗi tháng có thể lên tới hàng chục bộ. Tuy hoa hậu thì nhiều nhưng chúng ta cũng phải công nhận rằng thu nhập hàng chục tỷ trong vòng 3 tháng là điều không phải ai cũng làm được. Trong đó chắc chắn Thùy Tiên đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình đúng không nào? Chương mục hôm nay của Miss MZ tới đây thôi nha! Các bạn ấn tượng với điều gì nhất trong video ngày hôm nay nào? Đừng ngại góp ý với Miss MZ bằng cách comment dưới video này nhé! Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nha! Còn bây giờ thì bye bye!